Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế hội nhập của thế giới, nhiều công ty nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam. Tiếng Anh là cầu nối rất quan trọng. Tuy nhiên, việc trang bị năng lực làm việc của con người được đánh giá không chỉ trên kiến thức, ngoại ngữ, mà còn phải kết hợp cả kỹ năng mềm và thái độ trong khi làm việc, khi giao tiếp với mọi người. Vì vậy mà hiện nay rất nhiều trung tâm dạy ngoại ngữ và kỹ năng được mở ra, tuy nhiên không phải trung tâm nào cũng đạt chuẩn. Câu hỏi đặt ra là môi trường giáo dục nào đào tạo về ngoại ngữ và kỹ năng chuẩn giúp người học có thể phát triển một cách toàn diện? Để có câu trả lời, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam ngày nay đã trở thành một môn học bắt buộc ở các cấp học. Tuy nhiên, môi trường giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam vẫn theo phương pháp truyền thống. Học sinh chỉ làm tốt trên giấy, còn mức độ thực hành, phản xạ rất kém. Để giảng dạy ngoại ngữ đạt hiệu quả tốt, người dạy cần hướng người học phát triển các kỹ năng mềm, khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Hiểu được điều đó, Trung tâm The New School Project Việt Nam đã khoác áo mới cho phương pháp giảng dạy ngoại ngữ với cách tiếp cận độc đáo, có tính sáng tạo, ưu tiên tầm quan trọng của khả năng tự tiến bộ và tư duy phản biện, xây dựng mô hình trường học hướng đến tri thức toàn diện. Tại NSP, chúng tôi nhận thấy các phương pháp giảng dạy hiện tại được sử dụng không còn hiệu quả trong thời đại giáo dục mới. Vì vậy, chúng tôi chú trọng tiếp cận giáo dục theo định hướng sáng tạo hơn, nhằm thúc đẩy óc sáng tạo, tư duy phản biện và giúp học sinh phát triển toàn diện hơn. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên triết lý của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates, nhà triết học người Brazil Paulo Freire. Bằng cách này, chúng tôi hướng đến xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa học sinh và giáo viên, đồng thời hướng tới việc giảng dạy cho thế hệ học sinh Việt Nam của tương lai. Những người trẻ biết đánh giá khả năng của bản thân, phát huy tính tự học và kỹ năng tư duy phản biện của chính mình. Tại NSP, không chỉ dừng lại ở việc dạy kiến thức, mà còn muốn học viên phải suy ngẫm thật thấu đáo và tự rút ra được bài học cho chính mình. Với sự đồng hành dẫn dắt của giáo viên, giáo trình chú trọng vào phát triển các kỹ năng mềm như khóa học kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tranh biện. Tại NSP còn cung cấp các khóa học phát triển ngoại ngữ như tiếng Trung giao tiếp cấp tốc, IELTS, tiếng Anh doanh nghiệp cho người đi làm. Người học sẽ được dạy giáo trình sát với công việc của mình. Và để tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho các học viên, NSP luôn xây dựng hai hệ thống học song song online và offline. Được giảng dạy tại NSP đối với tôi như một luồng gió mới. Tại đây, nơi mà giáo dục được đặt lên hàng đầu, trong khi các môi trường khác chú trọng về doanh số cũng như số lượng học sinh mới đăng ký. Tại NSP, các giáo viên được quyền chủ động chuẩn bị bài giảng trước khi đứng lớp. Chúng tôi tập trung vào khía cạnh riêng biệt của từng học sinh, trao cho các em sự chỉ dẫn và tư vấn cần thiết nhất với tiêu chí gắn bó lâu dài với tất cả học viên. Tôi đã từng cho các học viên theo học từ cấp trung học cơ sở lên phổ thông và theo dõi định hướng cũng như tư vấn cho bạn xuyên suốt lên cấp đại học. Bằng cách này, tôi nhận thấy sự quan tâm chuyên biệt của giáo viên đến từng cá nhân học viên sẽ mang lại thành quả tốt hơn cho các em. Thật vinh dự khi được giảng dạy tại NSP, một trung tâm nổi bật tạo ra sự khác biệt trong ngành nghề của chúng tôi. Ngoài ra, NSP đã liên kết với hai trường đối tác của Đức và Nam Phi để có thể luôn cập nhật những thay đổi của giáo dục hiện đại, từ đó điều chỉnh giáo trình giảng dạy cho phù hợp. Từ khi mà cho cháu học ở đây thì tôi thấy là cháu có thay đổi khá là nhiều. Cháu hứng thú hơn trong cái việc học ngoại ngữ. Và ở trường thì tôi nhận thấy là ngoài các cái phương pháp giáo dục về ngoại ngữ ra thì trường có kết hợp đó là những cái chương trình ngoại khóa. Thì điều đó thì giúp cho cháu năng động hơn cũng như là giúp cho cháu phát triển nhiều kỹ năng hơn. Các khóa học tại NSP luôn được nâng cấp và cập nhật. Thì trong thời gian sắp tới chúng tôi có dự định mở một khóa học với hai bộ môn nền tảng là triết học và lịch sử, để đáp ứng nhu cầu cũng như là mang lại trải nghiệm thú vị cho học viên, kích thích sự tư vấn cũng như là khả năng tự học của học viên về hai bộ môn này. Ngoài ra chúng tôi cũng dự định mở thêm một khóa học với hai bộ môn là điện ảnh và thiết kế để cho các học viên có năng khiếu về hội họa phát triển thêm kỹ năng này. Về cơ sở vật chất thì nhà trường có dự định mở thêm hai chi nhánh tại thành phố Đà Lạt và Hà Nội để phục vụ cho nhu cầu của học viên tại hai địa điểm trên. Phương pháp phát triển các kỹ năng bằng ngoại ngữ của The New School Project là một trong những phương pháp học tập giúp người học có thể phát triển một cách toàn diện, có hướng suy nghĩ mới, sáng tạo hơn trong học tập và dễ dàng giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Để luôn đạt được những thành công trong công cuộc trồng người, ngoài các chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, tư vấn viên thì chính các học viên cũng phải hết sức cố gắng rèn luyện bản thân,
như câu nói The New School Project luôn theo đuổi, tri thức bắt đầu từ việc tự vấn.